chào các bạn đến với kênh của mình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một số câu liên quan đến mặt cầu thì trước khi bắt đầu video các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể nhận thông báo về những video mới nhất cũng như một để ủng hộ mình nhé bây giờ mình sẽ bắt đầu Đến cái câu đầu tiên thì câu này là một câu khá cơ bản Bên tấn cho như sau Diện tích của hình tròn lớn của một mặt cầu là P Nên là mình sẽ minh họa như sau Đây thì mình có mình sẽ vẽ mặt cầu như thế này Thì cái đường tròn lớn là đường tròn như thế này Đây lưu ý cho mình Rồi bây giờ nó kêu là à, một mặt phẳng alpha Đây mình vẽ một phẳng mặt phẳng alpha bất kỳ Đây một mặt phẳng alpha Cắt mặt cầu theo một hình tròn có diện tích là P chia 2 thì nó sẽ cắt tại một hình tròn nó có diện tích nhỏ hơn là P chia 2 đây như thế này rồi thì bài toán hỏi là khoảng cách từ tâm cho đến mặt phẳng này là bao nhiêu khoảng cách từ tâm cho đến cái mặt phẳng alpha là bằng bao nhiêu bây giờ để xử lý bài toán này thì mình sẽ giải như sau thứ nhất diện tích của hình tròn diện tích của hình tròn lớn này chính là bằng pi nhân cho r bình với R chính là bán kính của cả mặt cầu này luôn thì đây P sẽ bằng P nhân R bình tương tự P phẩy hay P phẩy diện tích của hình tròn nhỏ hơn như thế này thì mình có là P phẩy mình gọi diện tích của nó là P phẩy sẽ bằng pi nhân cho R phẩy bình phương mà cái này P phẩy thì đến cho P phẩy là bằng P chi 2 hay là P chi 2 bằng P nhân cho R phẩy Cả bình phương rồi bây giờ chính là ta sẽ suy ra được một điều đó chính là pi nhân cho R bình phương Mình thay chữ P vào đây P nhân R bình phương bằng 2 lần pi R phẩy tất cả bình phương Rồi P với P nó rút gọn với nhau Để suy ra được là uh, R phẩy sẽ bằng R chia cho căn 2 Đây là một điều rất quan trọng Đó chính là R phẩy Đây bán kính của đường tròn nhỏ hơn này Chính là bằng R chia cho căn 2 Đây đến khoảng cách từ tâm mặt cầu cho đến mặt phẳng alpha thì bây giờ ta cần tính độ dài của cái đoạn đoạn này nó là xong đoạn khoảng cách này thì để tính độ dài là khoảng cách này rất dễ bây giờ ta chỉ cần nối lại đoạn này thì chúng ta sử dụng định lý Pythagore, thì ta có được là đây mình sẽ ghi ở đây áp dụng định lý Pythagore, ta sẽ suy ra được là h chính là bằng căn bậc 2 của r bình trừ cho r chia căn hai tất cả bình phương bình trừ cho r chia cho căn 2 tất cả bình phương mà cái này chắc chắn là mình nhầm được thế là r bình chia 2 trừ ra được bằng r chia căn 2 luôn đây bây giờ bài toán hỏi tính khoảng cách này theo p chứ không phải tính theo r thì ta có một công thức như thế này từ đây ta sẽ suy ra được một điều đó chính là uh, r chính là bằng căn bậc hai của p chia p p chia p thay vào đó chính là bằng căn bậc hai của p chia cho 2 p đây Vậy thì mình đối chiếu với báo đáp án thì mình thấy được nó giống đáp án D. Vậy mình sẽ chia được là phương án chính xác ở đây chính là phương án D. Thì đến với bài đầu tiên, bài này thì mình thấy nó không khó. Tuy nhiên, điều quan trọng nó chính là chúng ta phải nhận xét được khoảng cách từ tâm cho đến mặt phẳng alpha chính là bằng theo dùng định lý Pythagore thì ta có được nó bằng căn bậc 2 của r bình trừ cho r phẩy bình. Rồi từ đây các bạn làm như một bài toán bình thường. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với bài tiếp theo. bây giờ mình sẽ tiếp tục với bài tiếp theo đánh kêu như sau cho một mặt cầu tâm y bán kính r bằng 2,6 bây giờ mình sẽ vẽ minh họa mặt cầu bằng một cái đường tròn như thế này mặt cầu thì mình sẽ minh họa thấy một đường tròn r là bằng 2,6 rồi bây giờ một mặt phẳng cắt mặt cầu và cách tâm y một khoảng bằng 2,4 đây mình vẽ mặt phẳng mình sẽ đại diện nó mặt cắt là một đường thẳng bây giờ khoảng cách từ tâm cho đến mặt phẳng này là 2,4 đây 2,4 R bằng 2,6 Thì đoạn này sẽ bằng 2,6 Bài toán hỏi là ở bán kính của đường tròn do mặt phẳng cắt lên mặt cầu tạo nên là Bây giờ bài toán hỏi là bán kính của đường tròn này là bao nhiêu Thì bài này rất là dễ Chúng ta chỉ sử dụng một công thức thôi Mình sẽ đặt R đó là R R phải chính là bằng căn bậc 2 của R bình là 2,6 bình Trừ cho H bình là 2,4 bình Rồi cái bấm máy cho mình thì sau khi mình bấm máy nó ra R bằng 1 rất là đẹp luôn, M bằng 1 cm Vậy thì mình sẽ share được phương án chính xác ở đây chính là phương án C thì như bạn thấy nếu như chúng ta xử lý các bài toán liên quan đến một mặt phẳng cách qua mặt cầu thì cách dễ nhất chúng ta sẽ xét một cái mặt phẳng cách đây nè đây xét một cái mặt phẳng như thế này thì mình sẽ minh họa mặt phẳng cách bờ cắt mặt cầu bởi một đường thẳng còn các cái r hay các cái khoảng cách này thì mình sẽ minh họa nó thành hình học hai chiều thì nó sẽ dễ để cảm nhận hơn rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với bài tiếp theo bài toán này là một bài toán thực tế rất là hay bây giờ mình sẽ đầu làm dựng một hộp bóng hình trụ khi chúng ta nói đến hình trụ bây giờ người ta kêu nhét vào quả bóng thì mình nghĩ đến việc mình sẽ xét mặt cắt của nó thôi chính là hình chữ nhật như thế này thì nó kêu là nhét vừa ba quả bóng đây xếp vừa khít 3 quả bóng thì mình sẽ minh họa như sau mình sẽ vẽ vào ba quả bóng bên trong một quả này hai quả này mình vẽ khá là xấu các bạn đây các bạn cộng là ba quả bóng bên trong xếp vừa khít luôn nghĩa là sao nghĩa là nó xếp vừa khít nó vừa chỗ này vừa khít luôn đây mình vẽ không đẹp lắm rồi vừa khít vào bóng bên trong rồi bây giờ bây giờ nó hỏi là phần trống so với so với thể tích của hộp bóng thì chỉ bao nhiêu phần trăm nó hỏi tỷ lệ của v còn trống chia cho v hộp bằng bao nhiêu phần trăm rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm Thứ nhất bây giờ cách dễ nhất là mình sẽ tính thể tích toàn phần cái hộp đây thì ta có như sau v hộp cái hộp nó bằng cái gì đây là một mình sẽ gọi hình này là một hình trụ thì bán kính r của nó mình cái đoạn này là r đây thì đồng thời cái r này cũng là bán kính của các cái hình cầu ở bên trong rồi phải suy ra được là cái h của nó cái chiều cao h đây chiều cao h của nó chính là bằng ở đây là r vậy là mỗi hình là 2 r vậy ba hình là 6 r h bằng 6 r đây thì khối hộp thể tích khối hộp thì có công thức là V bằng pi r bình nhân cho h, h đây là 6r, bằng 6pi r mũ 3. Đây là thể tích của khối hộp. Bây giờ mình sẽ tính thể tích của một khối cầu. V của cái khối cầu chính là bằng 4 phần 3 pi nhân cho r mũ 3. Đây, mà bài toán cho là ở đây có 3 khối cầu, nên là sẽ tính 3 lần. V của 3 khối cầu, V3 cầu, chính là bằng... 3 lần nhân cho V cầu Đây V khối cầu Và 3 lần nhân cho cái này chính là bằng 4 pi R mũ 3 Đây Bây giờ bài toán họ là tỷ số thể tích phần trống chia cho thể tích của toàn cái hộp Chính là bằng Mình sẽ lấy là V phần trống chính bằng V hộp trừ đi V của ba khối cầu Là bằng 6 Trừ đi 4 là bằng 2 lần pi R mũ 3 Chia cho thể tích của hộp là 6 pi R mũ 3 Như mình thấy được tỷ số này chính là bằng 1 phần 3 Vậy xin ra được là cái A phần trăm của nó chính là sấp xỉ là 33 phần trăm đây 33 phần trăm thì khoảng sấp xỉ 33 phần trăm cho anh chính xác ở đây chính là phương án dê yeah. rồi như bạn thấy thì bài này đọc bài không quá khó Tuy nhiên chúng ta cần nắm vững công thức tính thể tích của khối hộp và khối cầu để thuận tiện cho việc tính toán hơn rồi Cảm ơn các bạn đã xem và thấy video của mình hay vấp dẫn thì đừng quên cho mình một đăng ký một like chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem nhé